xa dần, rồi nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần. Sao ngoài kia chưa có mưa? Vỗ tay luôn đi ơi! Go! Hey, 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 hey! Nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần. Sao ngoài kia chưa có tuyết rơi? Chưa có tuyết rơi mà lòng tôi thấy buồn tan nát, bởi vì tôi chưa có tiền mua áo ấm mặc mùa hè. Gì vậy? Hát gì tào lao vậy? Gì tào lao? Đi mùa hè bằng áo ấm. Tôi đang tập hát để cho chuẩn bị một cái chương trình văn nghệ của viện dưỡng lão mình. À, tổ chức một cái ngày gia đình, hiểu chưa? Cái gì? Tổ chức một cái chương trình ngày gia đình trong viện dưỡng lão. Chà, viện lão chơi ác quá ha. Cái nơi mà không ai có gia đình là tổ chức ngày gia đình. Bởi vì vậy, mới tổ chức cho nó có. À, tập thôi mà ăn mặc là tóc tai đẹp vậy đó hả? Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ai làm tóc mà như chó táp vậy? Nè, không được xúc phạm nha. Tôi làm sao là làm? Người ta hát thì người ta hát cái nhạc nó trẻ trẻ, nó nhẹ nhàng. Già rồi hát bằng cái nhạc cà giật. Mấy cái nhạc giật giật là để mấy đứa trẻ như Phi Nhung nó hát. Hiểu không? Cái gì? Mấy cái nhạc mà bay nhảy đó để Phi Nhung nó hát. Xin lỗi nha, Phi Nhung là đứng yên một chỗ và hát bài cò bay, cò bay. Bay nhảy cái gì? Bay nhảy cái gì? Có bay cho nó được rồi. Nó cười quá. Hát cái nhạc cà giật, người ta nhìn vô người ta cười. Và mình hát cái nhạc sao cho nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Hiểu không? Nó phù hợp với tuổi. Nè, mình già mình phải hát cho thấy người mình nó trẻ lên ha? Còn ông á, già mà ông hát ba cái nhạc buồn á, từ từ ông già ông chết, hiểu chưa? Xin lỗi nha, cỡ tôi hát nha, tôi hát cái bài này bây giờ ông đờn tôi hát một bài mà cỡ như Quỳnh nghe là bỏ bài đó luôn. Rồi, hát đi. Có đạo cụ đâu mà vô. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mưa đắng mây bóng hay đi quê, vẫn mưa mưa rơi trên đường thì thầm, trời mưa sao không có nắng. Hay ghê không? Hát là hát như vậy, hát như vậy. Ông tàu lao ông ơi, ông hát cũng tàu lao ông tôi à. Trời mưa sao không có nắng? Thì bởi hỏi trong tình yêu chứ. Mình hỏi nhiều câu cắt cớ mới gọi là tình yêu. Nè nè, ông không có năng, không có khả năng hát thì đừng có bài đặt hát, thấy chưa? Tại bây giờ già rồi, cái giọng nó bị bẹt, bị tè. Sao? Giống như quýnh bi da mà nó tè cơ vậy đó. Chứ hồi xưa có giọng ghê lắm. Sao? Trời ơi, hồi xưa tôi hát, tôi đi thi mà, dễ nhất mà. Thi dễ gì? Cái cuộc thi gì Vi gì đó. Gì? Vi gì đó. Vista hả? Vista dễ nhất. Đừng có tào lao. Tôi không bao giờ thấy mặt ông trên cái đó. Trên cái gì? Vista tôi dễ nhất. Vista là chương trình Thúy Nga, Paris Benay ta tổ chức. Tôi đâu bao giờ thấy ông không? Thôi, không thấy mặt ông. Ngay từ vòng loại. Vista Paris Benay gì? Paris Benay. Ông, Vista của tôi là Vũng Tàu á. Tôi thấy ở Vũng Tàu. Chương trình là tiếng hát ác tiếng sống. Ừ. Tôi ngồi ngay trên cái mỏm đá ngay gần nhà ở ngồi nè. Sống ạp ạp tôi vẫn hát. Biển sông đừng xô tôi. Phàm. Rớt dưới luôn. Bữa đó biển động nó quạt rớt dưới luôn. Xong kinh nghiệm không? Cái gì cũng phải có cái khôn lên từ từ. Xong á tôi thấy là biển động mà thấy thua rồi. À. Ngồi dưới đó là nó dập là banh sát. Ừ. Lên trên núi liền. Ờ, à, sao? Lên trên núi tôi nhìn xuống dưới. Đó, thấy biển trôi rồi tôi hát. Ô, rừng núi của ta. Thàm, rớt xuống chân núi luôn. Sao vậy? Bị mấy cha bắn chim chạy đạp xuống. Sao mà đạp ông? Hát quá chim bãi chân chạy bắn không được. Mấy cha đạp xuống. Tào lao quá. Đó, từ đó là bị chấn thương là hết hát tới giờ luôn á. Ủa? Bị chấn thương đây hả? Cổ hả? Hả? Chấn thương cổ gì? Nè, sao không chỉ đây? Ông té bị bông gân thôi, ở đây ngứa gãi. Đang ngứa. Vô duyên quá.
Cái chuyện có thiệt là tôi kể chứ vô duyên vậy. À, nè, tôi thấy ba vụ hát này đó, ngoài tôi ra đó, trong vị dưỡng lão này còn tôi thấy cái bà Liễu là bà hát hay lắm. Ê, ngồi xuống, ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống, ngồi xuống. Sao? Sao mấy hổm rài không thấy bà Liễu ta? Tôi cũng đang thắc mắc á. Không chừng bà bệnh mới nằm đâu á. Tại vì trong diễn lão này đi ra đi vô là thấy hết á. Hôm nay không thấy bà Liễu. Bị bà mấy cái môn hát bà mê lắm. Ông nhắc bệnh tôi mới đi. À. Hôm nay cái da bà xanh xao lắm. Tôi nghĩ chắc bà uống trà xanh á. Rồi bà lấy cái xác trà bà ướp mặt bà hay sao á. Hả? Lấy trà xanh á rồi lấy cái xác đó ướp. Chắc bà bị bệnh hay gì đó. Chứ trà xanh nào mà uống xanh da cha. Bị bệnh á. Tôi nghĩ bà bị bệnh hay cái gì đó. Mà sao ngó bà vậy, bà yếu quá. Không phải đâu, không biết nữa, cái nhiều khi không biết nữa. Trời, có gì hả? Trong tâm tư chắc sắp chết rồi. Ờ, chắc vậy. Dám trù tôi hả? Em như cô gái hay còn xuân trong trắng. Trong dân thôi lên đi bạn. Người ta là 15-16 tuổi, người ta hát bài gái xuân. Bà năm nay sắp xuống lỗ mà xuân gì nữa. Tôi đâu có khoe cái còn xuân của tôi. Tôi khoe cái khác mà. Ôi, hát cô gái còn xuân. Tôi là cái quan trọng của tôi là tôi khoe là trong trắng thân chưa lắm bụi trần à. Quan trọng là khoe cái đó chứ đâu có khoe cái xuân làm gì. Trong trắng hả? À. Bà già sắp chết là trong trắng hả? Ủa, bộ sắp chết không trong trắng được à? Bà ơi, nhìn bà thấy gốm hả? Ôi Liễu à? Bà, thôi ông đừng nói chi mất công. Mấy cái người hoàn cảnh như vậy người ta ganh tị. Tôi nói thiệt, chưa có ai mà dồn hết tất cả những cái nét đẹp của tất cả nhiều người mà dồn vô cho một người như tôi đâu. Sao? Đây nè, đầu tóc Thái Thanh. Khúc này là của Ý Lan. Đôi giày Nguyễn Hồng Nhung. Khúc này là của Hoài Linh đó. Khúc còn lại là của tôi đó, của Hoài Linh đó. Ba này ba tự tin quá. Dạ không mà... nên nết mà lá âm chùm à. Ủa? Làm gì? Ganh tị hả? Có cửa ganh tị với chị hả cưng? Nè. Đó, gì ganh tị, già nhìn lại. Ở trong diễn lão mà làm như là ở bên Australia, đeo vàng ngập mặt, học sàng, học xoài được. Ganh tị. Ừ. Gia đình tôi có điều kiện. Điều kiện con gì? Tôi nó nói má ơi, má vô diễn dưỡng lão má ở má buồn quá. Bây giờ nhà mình có tiền nhiều, không biết làm gì, con mua mớ hột xoàn vô cho má bắn chim chơi. Trời ơi. Gà rồi đâu có bắn đâu. Thôi để đeo cho nó vui vậy mà. Thôi 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 nè, có tiền là để dành chữa bệnh đi. Cái mặt vậy xuống sắc lắm rồi đó. Tôi xuống cũng kệ tôi. Tôi vô đây ở nghe, xin lỗi đi. Gia đình tôi không phải là để đưa tôi vô đây ở đâu. Đưa tôi vô đây ở để làm gì? Tôi thích vô đây ở là để tôi giúp đỡ mấy người như mấy ông vậy đó. Làm từ thiện thôi. Xin lỗi không cần, đây không cần. Nghe nhà mình được cái là cái gì cũng không có mình ngoại trừ tiền nha. Tiền rất nhiều, con nó mua ba cái nhà bên Phú Mỹ Hưng. Nó nói ba hỏng mấy 246 357 ba chia ra ba ở chủ nhật bạc ti nhà cuối cùng. Nói thôi ba già rồi đi tới đi lui mệt, không ba vô ba ở đi, không con chết, con chết. Tôi nói không, tao vô gì những lão tôi ở cây cảnh hữu tình cho vui. Trời. Tính ra như anh là được đó. Mình lớn tuổi rồi, dọn nhà dọn tới dọn lui chi. Dọn đúng. Vô Phú Mỹ Hưng mà 3-4 căn chi. Đi sao nổi. Chờ dọn 1 căn 1 vô Bình Hưng Hòa yên tĩnh. Ủa, có cái khu mới hả? Ừ. Khu nào hả?
nghĩa địa. Cha này vô duyên à, bán lựu đạn hả? Nổ á, không có cái ông nào mà nhà hai ba căn bên Phú Mỹ Hưng mà vô đây ở cái phòng nhỏ xíu chứ. Không có bà nào mà con bác học choàng mà vô đây ở hết trơn. Ủa thích vô được không? Nói có điều kiện. Có lý do nha, xin lỗi nha, cuộc đời mình vẫn còn tươi đẹp. Mình vô đây là chi? Để mình gọi là giống như mình đi gọi là ô, nhìn mấy đứa nhỏ, ô trời tội nghiệp mấy đứa nhỏ, ô. Xin lỗi ông à, tôi không có cần gì hết. Cuộc đời tôi buồn thì lấy đàn ta hát thôi. Ô mê đi, mê đi, ô mê đi, mê đi đời ta. Hay quá, có mấy bài hát sáng tối qua ngày hôm sau vọng lại y chang mấy bài cũ. Kệ tôi à. Trời ơi trời, xin lỗi, cuộc sống của mình á, còn sống được ngày nào là mình gọi là tận hưởng. Thấy không? Tận hưởng gì? Được cái không có đẹp trai mà có duyên. Hiểu không? Ai nói tôi, ê sao ông này nói chuyện có duyên giống Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, thấy không? Nè, nè. Gì? Hot girl. Gọi miết không? Gọi mà hãng điện thoại nói, ơ, kêu bạn gái đừng gọi nữa. Nhiều tiền quá, thanh toán không nổi đâu. Alo? Heo con hả? Trời ơi. Trời ơi đó, nó đâu có quen người được, nó chơi tới heo rồi đó. Heo con hả? Ừ, anh thỏ trắng đây. Ông? Ừ. Thỏ mà lấy heo đẻ ra con chồn hả? Chắc vậy quá. Alo? Ừ, thỏ trắng, anh sao? Hả? Gì? Cái gì? Mệt quá hả? Ừ. Dạ. Ờ, gì? À, ông làm cái môi lên kìa, rớt cái môi rồi. À, ông chào đâu? Thở đi. Hả? Viết thư tay gửi bảo vệ hả? Ra lấy hả? Ông cá hả? Thôi, bữa sau đừng bắt hung nữa nha. Bữa hung cái ướt điện thoại, tay màn hình 2,5 triệu. Cấp máy over. Hay không? Cái cuộc đời khi mà có một người phụ nữ mà mình yêu thương là 60 tuổi mà làm như bố máy đó. Nó sung, phải không? Không? Đó, bây giờ mình ra nè, mình lấy cái thư gọi là thư tay, bỏ vào bảo vệ, mình vô mình đọc cho mấy đứa nghe nha. Không? Cuộc sống khi mà nó có cái nó gọi là cái tình yêu đó thì nó vui lắm. À. Ừ. Đi ra ngoài lấy cám cho heo ăn đi nha. Đây. Hai ông bà này nghi có tình ái gì nè, nha. Tình ái gì vô duyên. Cuộc đời tôi là không hợp với người như vậy nha. Chứ không đâu ai hợp với ông. Bà gì? Có khi nào ông nói thiệt không? Ôi, cha này cha nổ mà hơi đâu mà nghe mệt. Không, tôi thấy thằng cha cũng lùng lùng chứ cha có duyên bà. Duyên chứ đâu có con nào mà nó khùng mà nó mê cái duyên mà nó còn trẻ mà đi mê cái thằng cha mà người không ra người, heo không ra heo. Bà đợt đợt làm nhiêu mà chết mẹ. Là gì mà không quéo dữ vậy ông? Sướng đó. Sướng quá mà nó quéo người tưởng đâu kiến nó vô ngã ba. Cái điều này chắc vô trong cho heo ăn cái gì. Hãy nghe những lời ngôn tình của những người đang yêu nhau. Thỏ trắng xa nhớ, mới gặp hôm qua mà cha nhớ. Không có anh, em không thể sống trên trái đất này được nữa. Dạ, hai đứa chết chung đi cho vui. Bà vô duyên vậy bà. Thôi để ông đọc đi. Em chỉ chờ có một ngày
đôi ta sum vầy, cùng sống, cùng thở, cùng ăn, cùng uống và thức dậy mỗi buổi sáng. Rồi, vậy là hiểu rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó quen với heo con, ai ngờ cũng quen heo nái. Heo nái gì? Đây, đang chờ cái ngày mà hai ta sum vầy là cũng sắp sửa vô viện dưỡng lão rồi. Heo con là cái nickname thôi. Đọc cuối thư biết bạn gái tôi là trẻ hay già. Anh ơi, ai nói gì kệ họ, miễn sao mình sống hạnh phúc suốt đời là được. Tuổi tác không quan trọng, hôn anh tóc tiên. Cái gì? Ông quen tóc tiên luôn hả? Tóc tiên, bạn gái. Trời ơi, ông may mắn gì? Vậy? Tóc tiên mà tóc ngắn ngắn hát trong Bên Đi Bên Ai hả? Ba tóc tiên bên ai nào? Cô ngắn ngắn đẹp đẹp hát ở trong Bên Đi Bên Ai đó. Không có, tôi quen bà Tiên làm tóc ở chợ Thủ Đức á. Bà, cha vô duyên thiệt. Bà làm tóc chợ Thủ Đức, bà tên Tiên, người ta kêu ê, ăn tóc tiên làm tóc á. Tôi nói rồi mà cứ cãi tôi, ông cứ cãi tôi. Dễ gì. Thôi kệ, dù sao cũng có tình yêu gọi là cái letter gửi qua gửi lại. Cũng có sáng rảnh, chiều rảnh, tối rảnh mở ra đọc. Tới đọc lui cũng vui. Còn hơn những người mà không có, sắp chết già, chết mòn đó, trên ghế đá. Ôi trời. Alo. À, tôi Trần Liêm Sĩ đây. Trời, cấp cứu gọi hả? Cái gì? Thiệt hả? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đừng có xúc động quá. Ai chết? Ai chết ông nội? Tôi vui quá mà. Cái gì vui? Tôi nói nghe. Tôi hát là tôi thu điện thoại. Cái gì? Tôi hát xong tôi thu điện thoại. Tôi gửi qua bển. Người ta thích quá thì người ta gọi tôi qua bển. Làm ca sĩ hả? Ừ. Bển nào? À, Bên Đi Bên Ai. Thúy Nga. Lên hương rồi. Lên hương rồi. Vui. Bắt tay. Trời ơi, cuộc đời lên hương rồi. Nói chung là hai mình là ăn ở có đức, cho nên trời cho. Cái dòng mà thất đức là phù mỏ. Đúng rồi. Hai ông là lên hương hết á. Mà mỗi lần người ta lên hương là bắt đầu cái hương qua thỉnh, hương qua đắng, trà trăm nhị tuần ha. Bà là vô duyên. Tôi nói ông nghe nè, tôi nói thiệt á, cái dòng mà ở ác đó, càng ngày càng ác đó, thì suốt đời cô đơn trong hiu quạnh. Còn tôi với ông thấy không, sống thoải mái, thương người, cho nên trời cho tôi tình yêu, trời cho ông sự nghiệp lúc xế chiều. Đúng không? Ủa mà sao biết, sao biết? Bảo vệ kêu báo ra lấy thơ. À thơ bên Mỹ à? Tôi qua thấy nha. Khoan. Nè, lấy thơ mà rảnh, ghé phòng y tế. Để làm gì? Lấy cục bông gòn. Gì vậy? Cho chậm máu cho bên kia sắp ói máu. Rồi tôi giúp nha. Chị mà đi cạnh tranh với mấy cưng hả, còn lâu. Chị quẩn là chị ngồi chị điếm hột sàn. Đây 3 ca nè. 6 ca đây, 6 hột đây, tổng cộng là 18 ca, hai bên 36 ca. Ở đây không còn tính ca nữa mà tính xô, tính lon rồi. Thôi bà ơi, đeo mấy cái hộp tầm bậy tầm bạ, không có ai học xoàn mà đeo phơi bài giữa thiên hạ cho chúng giật hả? Ủa, bởi vậy mới vô viện dưỡng lão mới đeo, ra ngoài đâu có dám đeo, sợ nó giật. Ôi, nói không có căn cứ, không có cơ sở. Sao không có cơ sở, đi thử chưa? Mua máy về thử đi cưng. Thôi, nhìn cái mặt là biết thảm tài sắp chết rồi. Hôm nay xanh lè, xanh lét rồi. Đừng có chù ẻo tôi nha. Thấy cái mặt. Đó, thấy chưa? Dấu hiệu của những người sắp chết là ho. Có thơ. Đọc ngay chơi. Bên Mỹ, chắc tiếng Anh không hả? Không. Đây, nghe nè. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ. Thấy nước ngoài tên lịch sự không? Bên Mỹ mà, cái gì? Kính chào ra ngoài. Chào chưa có đó. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần, nhưng không được. Sau này, nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến nơi. Chúng tôi rất thích tài năng của ông.
và hy vọng ông sẽ hợp tác. Kính chào ông Trần Liêm Sĩ, ký tên Marito. Ồ, ghê không, ghê không. Lên hương, lên hương, lên hương. Chỉ có những người mà sống có đức mới vậy thôi. Ồ, vui quá. Cha là vui, sợ chạy ai bên đứa gái, ai nấy cũng thiệt vui. Nè, 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 vừa vừa phải phải ta nghe. Ồ, trời ơi, mấy người mà. Trời ơi, đừng có nói con quen với tụi tin đồ ấy, gửi thơ với tay, thơ tay đồ. Tình yêu. Thôi mệt quá ông ơi. Tình yêu bà làm gì có. Trời ơi, nói có hay không. Đây, 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 sao tụi chị vậy? Loài chành té bứa đây ha. Yeah. Dở qua dở lại trắng nõn không có chữ nào ha. Cái gì vậy? Bị đặt ngôn tình hả? Yeah. Nè có chữ nào đâu? Ông coi đi. Cái đó là người ta gửi trên trên Facebook mà không in in đặt cái mực nó hết pin. Mực nó hết pin gì đó, hết pin hết mực gì đó. In nó không được. Nè. Tại sao ba ngựa chung phòng mà ông lừa dối vậy? Ê, 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 bậy. Anh, tiếng Việt mình nó rõ ràng lắm. Ở chung viện dưỡng lão chứ không có ở chung phòng. Xin lỗi cưng. Thân chưa dướng bụi trần. Hay gốm á, thân chưa dướng bụi trần, hay gốm á. Nè, tại sao mở chung phòng của tôi mà ông lừa tôi vậy? Hả? Tôi nói thiệt với ông, tôi không nhận được chơi với người lừa dối. Làm gì dữ vậy? Chắc ông không lừa. Xin chào ông Trần Liêm Sĩ. Chúng tôi đã liên hệ với ông rất nhiều lần nhưng không được. Sau lần này nếu không được, chúng tôi sẽ trực tiếp đến tận nơi để đòi nợ. Chúng tôi rất mong ông trả tiền cái đờn guitar thùng mà ông đã mua 2 năm trước. Và hy vọng ông còn chút liêm sĩ mà trả nợ. Ký tên Mã Thị Tố. Vậy mà đọc chữ Marito ngon lành ha. Trời ơi, cái da mặt dày hơn cái da trống nữa ha. Trời đất ơi, bịa ra nguyên câu chuyện ở bên ở máy di khờ gửi về. Thôi thôi, đây, đừng nói gì hết. Bây giờ hai người im lặng là vừa. Để cho chị ra ngoài, chị điếm hột sàn ha. Ở đây các em cứ quăng lựu đạn đi. Trời ơi, quẩn ăn ở không quá. Bà hay quá ha, bà hay quá ha. Không hay sao bán vé? Hay quá hả? Ôi giờ sao? Có ảnh hưởng gì không? Nhìn gì? Nổ hơn lựu đạn. Lỗi là ông mới nổ hơn tôi. Thơ tôi còn có chữ, còn thơ ông trắng quá. Thà không có chữ mình bịa ra cho dễ thương, còn có chữ mà từ cái khúc người ta chửi, người ta đòi nợ mình là như bên kia mời. Ai điện thoại kìa? Không phải điện thoại tôi. Đây nè. Bảo quên nè, nghe đi. Nhanh. Ê, nghe gì có sao không? Nghe đại đi. Ông nào kiếm bả đó. Nghe đi. Bấm cho biết coi, bấm cho biết coi. Con hoa. Con yêu. Con yêu hả? Ủa, tôi quen con heo, bà quen con yêu hả? Bấm cho biết cơ. Alo, má hả má? Má à, con nói má nghe nè. Mai mốt á, má ở trong bệnh dưỡng lão luôn đi. Rồi má cần cái gì á, rồi con mua cho má, con gửi tiền vô cho má xài. Chứ má đừng có về thăm cháu, lỡ má gây bệnh cho nó sao? Ông nói với má ông á, ở trong chổng cho yên đi. Mai mốt chết, tôi làm đám ma thiệt lớn. Thôi mà em, để anh nói chuyện với má. Thôi cái gì mà thôi, về lây bệnh cho con tôi rồi sao? Thôi mà, được rồi. Để nghe sao tắt chi vậy? Hết pin rồi. Ôi, 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 ôi. Bà. Quên cái vỏ. Bà xào mình hả, đúng không, đúng không? Chứ làm gì có, còn bà chửi bà như thú hả? Bởi gì? Ờ, đi ngang. Cảm ơn. À, cảm ơn giữ cái vỏ giùm hột sàn không à. Nặng quá. Ờ quên. Để điện thoại cho con. Nó tính gửi hột sàn vô nữa mà cản. Con tôi nó cưng tôi lắm. Cứ tiếng hồ phải gọi một lần, tiếng hồ phải gọi một lần vậy đó. Alo. À con hả con?
Má nè, thôi má mệt dữ lắm rồi, má không còn sức để đếm hột sàng nữa đâu con ơi. Con gửi thúng vô cho má đông đi. Thôi còn tiền bê cất đi hả? Để im nói chuyện với con. Thôi chừng nào công chuyện trong này bận lắm, má đang giúp đỡ mấy ông trong này nè. Bà Liễu, khi nào má rảnh mới... Cái gì vậy mà? Khi nào má rảnh mới gì à? Bà Liễu, nhà cứ cho mướn hết đi, má Liễu, không có ở. Liễu à, cái gì? Điện thoại hết pin mà gọi gì? Hết pin thì kệ nó chứ mắc mơ. Nhìn gì? Hồi nãy nó gọi vô. Cô bà nó gọi tôi nghe rồi. Trời ơi, nó thương bà lắm. Nó nói là trời má ơi, sao má vô đó chi, ở nhà với con, vợ con thương má lắm. Rồi cháu nhớ má lắm. Tội mấy con mà chỉ thương quá bà. Nên chỉ thương thiệt má. Công nhận con bà lễ phép lắm. Nói chuyện có đầu có đuôi hết. Ồ. Cảm ơn mấy ông. Cũng biết an ủi tôi quá ha. Con tôi đẻ nó ra mà. Đứa con, nhưng mà cô không phải lỗi bà đâu, lỗi của tôi vô sinh mà. Nhưng mà vô đây gặp hai anh chị đây, mình bỏ qua chuyện cũ đi, mình phải vui lên đúng không? Bây giờ buồn làm cái gì, mình phải hát, mình phải cười. Hả? Còn nhiều ngày sống ở đâu buồn làm gì? Dạ sắp chết rồi vui, được ngày nào vui. Ông nhớ đó nha. Nhớ sao từ nhớ. Từ nay không có gây chuyện với tôi nữa nha. Bà có chết tôi cũng gây như thường. Thôi. Dạ, vô duyên rồi gây chứ sao? Mới nói đã gây rồi. Bây giờ gây chứ sao? Thôi. Nhìn mặt không ưa. Ôi cho mắc mơ gì ưa ai ưa ông? Mắc mơ gì tôi ưa bà? Thôi tôi can đi. Can
ngang tôi cũng không mưa âm luôn. Cái gì vậy? Ông ra không gai tôi rồi vậy đó. Ra ngoài chơi với dế đi, ở đây không có người đâu. Ê, nói chung là còn sống ngày nào vui ngày đó. Mình phải vui đi. Vui. Ra. Vui mẹ. Người đi em ơi. À, hãy để dấu diếm trong lệ rơi. Hát đi bà, hát đi bà. Hãy ngơ mặt nhìn đời. Vì đổi thay ta mang tim. Ta không thèm làm người. Ta làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người. Ta làm máy bay khắp phương trời. Hey! Cười lên đi em ơi. Người người giống như dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Nhìn đời đi bà con. Đổi thay ta vàng tim. Ta không cần cuộc đời toàn những chê bai và ganh ghét. Ta không cần cuộc đời. Ta đã chim bay khắp phương trời. Bà Liễu, má con biết là má thương con, thương cháu, nhưng mà má bà hết nợ với Trần Giang rồi. Dạ, ông con ơi, không có vui má ơi. Thôi má lỡ thương con rồi, má thương cho cháu nha má. Bà đi thanh thản nha Liễu. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đập nào gõ nhịp không cái gì. Người ta nói không có sai mà, con gái mà sắp lấy chồng hớn hở không có bắt cỡ. Giờ này sao chưa thấy cái thằng Hăng Rô Tòng nó tới vậy? Không biết làm sao. Hẹn gì có chuyện cần nó mà nó tới trễ là sao? Kỳ quá. Ba cho con mượn cái phone, con gọi ảnh thử coi nè. Ủa lẹ lên gì hết à? Alo, hỏi alo, Hăng Rô tới rồi. Trời đất ơi, kêu con kiếm cái thằng giống thông dịch ha, con kiếm cái thằng bán vàng vô chi vậy? Anh Tổng á. Anh Tổng á hả? Chú Tư, chú Tư không nhận ra con hả? Hăng Rô nè. À, thấy nó cười mới biết là Hăng Rô. Mà hôm nay con đổi tên rồi. Đổi gì? Con lấy tên là Hăng Rư. Trời ơi, hồ riết hư răng luôn. Không phải,
con liệu tên là Henry. Henry. Dạ Henry. Ủa dạ. Cái gì em? Anh Henry. Sao? Sao anh mặc cái bộ đồ vàng khe á? Anh mà đứng kế bên chậu bông cúc nhà em không biết cái chậu nào là bông cúc mà cái nào là anh á. Vàng lắm ha em. Vàng quá anh ơi. Vàng đang có giá mà. Tiền đô mới tụt giá. Công nhận ra Tết nhất nhà chú Tư Trang Hoàng ta mới thấy cả một mùa xuân tràn ngập vô nhà chú vậy đó. Nhưng mà con không chịu cái này. Chịu gì? Cung chúc tân xuân. Thời buổi này rồi mà còn cung chúc tân xuân gì nữa chú. Mình phải để là Happy New Year. Có. Em có nói ba em rồi là phải để Happy New Year là bị gì hôm nay nhà có người Mỹ qua mà em hỏi ba em không chịu. Hôm nay nhà mình có khách Mỹ hả chú? Ờ. Mỹ thiệt không chú? Không lẽ Mỹ tho mày. Tao nói cho mày biết luôn. Có người giới thiệu á con Kim Chi cho một ông Mỹ. À. Bữa nay á ông sẽ bay thẳng từ Cali về đây. Coi mắt nếu mà được thì ông sẽ cưới rồi bảo lãnh nó qua Mỹ luôn. À. Chú Tư nói làm con buồn đứt ruột chú Tư. Mắc mớ gì mày buồn đứt ruột? Con thấy là trong làng này nè, con trai mà tài giỏi mà coi được á cũng nhiều lắm mà. Tại sao? Tại sao chồng gần em không lấy mà em đi lấy chồng xa vậy em? Ngặt cái á, ở làng mình á, có mình anh đẹp trai nhất hà. Có mình anh giỏi nhất hà. Anh biết mà. Mà tại vì anh á, anh có vợ rồi. Bây giờ em muốn lấy chồng, em lấy ai vợ? Nè nè nè, đừng có nhắc đến cái nỗi đau thương lòng của anh nha. Nhiều khi tôi nói đẹp trai nó cũng có cái nỗi khổ của người đẹp trai. Chú Tư biết không? Cái ngày mà con cưới vợ, con nói con gái trong làng này nó khóc hết nước mắt gì con. Nhưng mà biết làm sao giờ, con chỉ lấy được có một vợ thôi. Chịu. Mày tự tin quá hả Tầm? Chắc lâu lắm rồi mày không soi gương phải không? Con gái ở làng này nó mừng là tại vì mày không lấy nó đó. À, chú Tư ganh tị rồi nói vậy thôi. Tao nghe nói là mày giỏi tiếng Anh, tao mới mời mày qua đây, thấy không? Để mày lát mày làm thông dịch giùm tao. Chứ không phải mày qua đây mày đốt pháo đi chứ mày. Đúng rồi, đúng rồi. Trong làng này là con giỏi nhất là tiếng Anh mà. Đó. Đúng rồi, chú tìm con thông dịch là quá giỏi. Không phải mình anh biết tiếng Anh đâu. Em cũng có học tiếng Anh á, mà em biết được có mấy chữ à. Anh nói em bao nhiêu lần rồi. Học tiếng Anh nó khó dữ lắm. Em phải có cái technique thì em học nó mới dễ. Trời đất ơi, học tiếng Anh mà phải tét đít luôn hả? Không phải chú Tư. Cái gì mà tét đít ở đây? Mới nói đó. Con nói là tét nít là cái phương pháp. À. Đó. Em nè. Tét đít. Không phải. À, ta hiểu rồi. Trời ơi. Tại vì cái hàm răng nó không nói chữ nít được mà. Tét đít. Mình học tiếng Anh, mình phải có cái phương pháp. Mình phải biết đem tiếng Anh mình bỏ trong văn thơ, mình đọc ra nó vèo 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 vậy nó mới dễ thuộc lòng. Em sao, biết không? Sao? Đây nè. À, chẳng hạn như hello có nghĩa xin chào. Wow. Goodbye tạm biệt. Thì thào whisper. Hay. Like nằm sleep ngủ dreamer. Quá giỏi. Thấy cô gái đẹp. See girl beautiful. I want tôi muốn kiss thì hôn. Lift ngồi. Ai mắt sướng rồi. Oh yeah. Học tiếng Anh là phải vậy đó. Tao nghe mà đọc tùm lum tà la tao không có hiểu. Nhưng mà tao thích nhất là ở chỗ mà sướng rồi. Oh yeah. Có được á. Vậy là con với của chú Tư đó là cùng chung sở thích. Em ơi em, người yêu của em tên gì? Ảnh hả? Ảnh tên Tâm Cô. Em ảnh tên là Tom Cruise. Tom Cruise. Nói tiếng Anh em phải cong cái lưỡi lên và mớ nước miếng ra. Tom Cruise. Tom Cruise. Bỏ qua. Không được đâu. Em biết sao không? Việt Nam mình con trai nó mới có tên cu. Mỹ nó làm gì có cu. Trời. Mày nói cái gì vậy Tom? Nói thiếu rồi. Không phải.
con nói là Mỹ nó không có tên cô. À, tiếng Việt nó nói cho rõ ràng, thiếu một chữ là nguy hiểm nghe không? Dạ, biết. Tao hỏi mày, mày vừa qua đây, giờ này mày mới thực tập thì nào mới nói được. À, thôi lát ngồi, không dịch tao đâu luôn. Rồi. Yeah. Yên tâm, không dịch là nghề của con mà. Chú Tư nhớ con Phượng ở đâu làng mình không? Phượng lé chứ gì? Đó, tao nói hôm bữa mà cổ đi lấy chồng Mỹ đó. Cổ có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu. Ừ. À, đêm động phòng có mướn con về ngồi kế bên vậy đó. Ngồi kế bên để rình hả mày? Rảnh lắm sao tự nhiên ngồi kế bên rình cổ. Ngồi kế bên không dịch cho cổ động phòng. Trời đất ơi, động phòng cần gì thông dịch mày? Trời ơi, động phòng mà không thông dịch nó biết gì đâu nó làm. Thôi mày đừng có xảo mày. Xảo cái gì? Tao nói mày nghe, động phòng á là chỉ có rên với thở thôi, có nói đâu mà thông dịch. Chắc mày thông dịch cái chỗ mà sướng rồi. Oh yeah. Thì đó. Mày đừng có xảo mày ơi. Ủa, cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Đâu vậy? Có điểm gì không mày? Hello! Good morning! Happy New Year! Ê, có điểm gì không mày? Ai biết điểm gì? Tự nhiên đầu năm một tháng có bà Mỹ Đen đi lạc ở nhà tao nữa. Biết đâu tự nhiên song vô nhà, ai biết? Con nghĩ là bà này bà đi lộn nhà rồi. Anh Quang hỏi thì bà muốn gì mà anh vô nhà mình? Để con. Ừ, nhiệm vụ mày đó. Bà cho con coi. You? Who are you? I am American from California. My name is Tina Turner. Okay, thank you. Bà nói cái gì đó? Bà nói bà là người Phi Châu. Trẻ ở Africa. Tên từ Carolina. Hả? Tên bà là Tina Turner. Oh. Tên gì mà nghe giống cá tuna vậy cha? Tưởng bà này giống cá mập hơn đó chú. Vậy không phải cá mập, cá heo. Heo gì? Cá mội á. Để. Qua bà này hỏi bà lại. Em biết rồi, chắc là cái bà Mỹ này nè, bà vô nhà mình bà tìm xác lính Mỹ đó. Bà nhớ không, hồi xưa ba kể con làng mình nó đánh nhau quá trời á, chắc là bà tìm xác lính Mỹ đó. Anh à, hỏi đi. À, mày qua hỏi phải 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 gì không? À, rồi, để con. Are you looking for that American? No man, I don't looking for no that American. What's the matter with you? Bà nói gì vậy? Hả? Bà nói là bà không phải là đi vô đây tìm sắc lính Mỹ gì đâu. Mày hỏi cho chi tiết ha. Có phải là chồng bà chết ở vùng này không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Your husband die soon here. What? You know what? My husband been sick for a while, but he not die yet. What's the matter with you? What's wrong with you? Cái gì vậy? Chú Từ ơi, tự nhiên kêu con hỏi cái gì? Bà nói chồng bà nó phải chết ở đây đâu. Đây, em biết rồi. Cái xác á, lâu rồi, bây giờ em nghĩ chắc là kiếm hài cốt đó. Hài cốt đúng không? Kiếm hỏi hài đi, hả? Hài cốt. Để anh. Cái gì vậy mày? Chú Tư. Hài cốt là gì chú Tư? Thằng này ngu quá vậy? Hả? Hài cốt không biết hả? Hài cốt á là... Là cái gì vậy con? Mệt bao quá à. Hài cốt mà cũng không biết nữa. Hài cốt là xương đó. À, xương á.
Trời ơi, ai không biết hài cốt là xương? Con hỏi hài cốt tiếng Anh là gì? Trời ơi, mày hỏi tao hỏi ai mày? Mày là thông dịch mà. Con thông dịch mà cái chữ này con chúa hào. Trời ơi, mày giỡn vậy mày? Mày phải nghĩ cách này lại lên. Để con. Xương phải không? Đó. Con có xương đó. Ok. Ừ. Are you looking for American bomb? What? Bomb. Oh, bones. Oh yeah, bomb. I don't looking for no bones. Better with you. Trời ơi, bà không phải đi tìm hài cốt cái gì hết tự nhiên. Thì đúng cái gì hả? Mày hỏi bà coi. Qua mày hỏi bà coi, mày vô đây làm cái gì? What you want from me? I don't want nothing from you, man. Today the Happy New Year's Day, right? Yeah. You have something to eat? Yeah. We have to eat first and we talk later. Yeah. Then you go get some food. Yeah. Go get some food. Yeah. You crazy. Yeah. Ôi. Nè. Mày nói gì mà dây dây hoài vậy? Tao nghe nói là như bắt đầu ăn cà ri phải không? Hả? Đúng rồi. Bà nói là bà đói bụng quá, cho bà ăn đi rồi bà mới nói sao. Được rồi. Trời đất ơi, Mỹ. Bây giờ mình cho bà ăn đi. Dạ, lấy mứt mời bà đi con. À, this is mứt sen. Thank you. À, không có chi. You know what? I love Vietnamese food. Yeah. I love so much. It's this stuff is good, you know. Yeah. You know what? Do you have something to go with it, like a cup of hot tea? Go with it. You speak fast. Speak a slow, please. Do you have some thing to drink, go with this food? Drink. Cái gì vậy? Anh Tòng, em nghe được một chữ ti. Ti là trà đó. Đúng rồi, chú Tư. Bà nói cho bà uống trà đó. Cho bà uống trà đi chú Tư. Lấy trà cho bà. Dẹp. Không có trà tiếng hết trơn á. Mày biết bà là ai? Thấy không? Đủ có vô lộn nhà mời bà hoài sao? Vì cho mày nói bà đó, không có mời bà ăn khơi khơi gì được. Nói bà đi. Đúng rồi, đâu có cho ăn khơi khơi vậy được. You cannot eat ocean. What the hell you talking about, man? Cái gì? Bà đòi bánh bao hả? Không. Chú Tư. Bà này Mỹ mà dốt, chú Tư. Sao vậy? Tại con nói tiếng Anh gì mà bà không hiểu con nói cái gì hết. Mày nói sao bà không hiểu? Thì chú Tư kêu là đừng có cho bà ăn khơi khơi. Khơi khơi là gì? Khơi là biển. Biển là ocean. Khơi là ocean. Đúng rồi. Vậy mà sao bà không hiểu con nói cái gì? Bà bắt đầu sợ cái trình độ tiếng Anh này rồi đó nha. Giỏi quá phải không chú Tư? Giỏi quá. Giờ để con làm việc với bà này. Rồi. Excuse me. Stop right there. Let me celebrate New Year's first, okay? What you want from me? I want bánh chưng. What? Bánh chưng. What? Bà kêu mày bánh chưng ra đó. Cái gì vậy? Thì bà nói. Cái gì vậy chú Tư? Bánh chưng. Ba. Cái này là bánh chưng. Yeah. Bánh chưng. Bánh chưng. Yes. Bánh chưng. Oh, you want bánh chưng.
bánh chưng mà tự nhiên cái bánh chưng con. Ai mà biết. Mày lấy bánh chưng cho bà ăn đi. Mày biết bà là ai phải không? Bà vô đây làm cái gì? Thấy không? Đâu phải là mình mời con hồi bà ăn hết đồ ăn nhà tao sao? À, để tao. Mày chậm quá. Chóng mặt rồi phải không chú Tư? Nhà tao chưa có mua dưa hấu mà. You. Yes. Đồ bánh chưng for you. Tao bao bánh tét. Hả? Tét. Thôi. Bả đòi tét. Giờ bánh vừa tét lại. Hả? Bả nói là bánh tét. À bánh tét. À bánh tét. Bánh tét. Tự nhiên kiểu bánh vừa tét. Rồi. Để cho con. À. À, rối rồi đó, tao rối rồi đó. Hello. You want bánh chưng? I have bánh chưng for you. But bánh chưng đang cúng, cúng. But why you come here? I come here because of you. You know what? My son go to get married with you. Do you know that? So I'm looking for my daughter future in law. À, anh mà nói gì vậy? Bà nói gì đó? À, bà nói á là bà qua đây bà coi mắt con, nếu mà được thì bà cho con trai bà qua đây cưới con. Cái gì vậy? Cưới mày hả? Không, hỏi con là con chú á, Kim Chi á. Thôi. À, cái gì? Không được đâu. Trời ơi, bà con không có chịu đâu nha. Trời ơi, bà nhìn bà vừa bự vừa đen, không biết con bà bự cỡ nào đen cỡ nào đè con chết mắt à bà. Không được. Đúng rồi đó. Mày qua mày nói với bà đó, tao chỉ làm xui với Mỹ trắng thôi. Mỹ đen á, mà đẹp đẹp chút cũng đỡ. Đẻ con cũng cỡ Tiger Woods hay là Obama. Không gả con gái cho. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng này mày nhìn cái bà này đi. Cái nhan sắc của bà cho tôi xấu quá. Sợ quá. Nó nhìn hình như là bà là tù trưởng bộ lạc châu Phi nào. Hay là bà là cái gì chú? Bà nội của Tạc Răng. À, giống lắm. Thấy ghê lắm. Bả như vậy thì con bả làm sao mà đẹp được. Anh nói bả đi. Nói bả đi về đi. Nhưng mà rồi, phải tìm cách thằng không bây giờ. Để con gian ra. Rồi. Her finance. That's okay. We take care of finance for her. Don't worry about that. Anh Tông. Hả? Hình như em có học finance là tài chánh đó. Cái này là fiancé. Fiancé hả? Fiancé. Do you her fiancé will be here soon? You what? You go home. No, I ain't go nowhere. I'm gonna stay here for a long, long time. Chú Tư ơi, chú gì vậy? Bà nói gì bà nằm giả đây luôn, bà không đi. Nè bà, được. Mày dở quá. No, bức xem. No, tà, no, tét, no, chưng for you. What's the matter with you, old man? You fools. Chú Từ nói bả làm chi, bây giờ bả đòi ăn tô phu kìa. Bả đòi ăn tàu hũ á. Bả đòi ăn tàu hũ đó ha. Ờ. And you are so cheap Charlie. Hả? Mày vô lấy tiền chai cồn cho tao. Cái vậy? Xuống sát cùng đó. Có sao không? Bả xấu xả mà tao xước mặt tao chừng. Ai kêu chú sấn vô người bả chi? Bả nói cái gì vậy? Bà nói chú Tư đẹp trai. Ờ. Nhưng mà hơi đê tiện. Hả? Không. Chip là hà tiện. Không phải tao hà tiện. Mà tao nói cho mày nghe, bà ăn như vậy á, một lát á thằng rể tương lai tao về lấy gì nó ăn. À, thấy không? Rồi. Vậy mình đừng có cho bà ăn nữa. Nhưng mà giờ mình làm sao đây? Ai mà biết. Rồi con rể tương lai của chú đâu? Hello. Come to mama. Hi mommy. Đúng rồi, con đi đúng lắm mà. Cái bà này là má mì. Mới kêu nè. Không phải chú Tư. Con thấy cái ông đó kêu bà đó là mâm mì.
Mummy có nghĩa là xác ướp Ai Cập chứ. Hả? Thôi tôi mệt hai người quá à. Má mì em học qua có nghĩa là má đó. Để chạy chờ em. Con này giỏi đó. Hello. Are you Tom Cú? I hear somebody call my name. Why is it so dark in here? Tom, take off your sunglasses. Okay, sorry. Okay. Oh, that's better. No. Trời ơi, ai gặp bóng sợ trên á. Chú Tư, con người ta làm cái gì? Oh, are you Kim Chi, my fiance? Yes, I'm Tom Cruise. I am Kim Chi. You're even more beautiful than in your pictures. Anh, ông nói gì á? Say it again. You're even more beautiful than in your pictures. Ông nói là em chụp hình Photoshop nhiều quá cho nên trong hình em đẹp hơn ở ngoài. Thank you. This is your mother? Yes, this is my beautiful mother. Oh, beautiful. Yeah, you're very beautiful. She's very handsome. Very handsome. Tom, con nói tiếng Việt đi. Nói gì vậy? Bà nói gì vậy? Bà nói tiếng Việt chứ nói cái gì? Vú. Giờ này mà vú gì nữa? Bác. Bác nói được tiếng Việt hả bác? Ừ. Trời, bác nói được tiếng Việt sao nãy giờ bác không nói đi, bác để con thông dịch mỏi tai gần chết à? Không. Hiểu mày? Mày mổ tay còn đỡ, tao sắp mổ mình với bả rồi đó. Sao vậy? Nãy giờ tao nói xấu quá tùm lum tùm la, bả hiểu hết trơn. Chú Tư ơi, chú Tư yên tâm đi. Cái phần mà chú Tư nói xấu á, con đâu có thông dịch lại. Cũng vậy sao mày nói mày giỏi với tiếng Anh làng này? Thì đúng rồi. Làng này có mình con đi học tiếng Anh thì con giỏi nhất là đúng rồi. Thôi được rồi. Bây giờ á, bả nói tiếng Việt tao hiểu rồi ha. Tao cũng không cần mày để làm gì. Mày đi về đi. Đi về. À, bây giờ nhà chú nói tiếng Việt hết rồi. Coi như chú không cần con nữa đó hả? Dĩ nhiên. Con người của chú, bởi vì con nói thiệt á, dắt tranh bỏ vỏ. Cái gì? Rồi, bây giờ chú không cần con nữa thì thôi. Trong làng này còn biết bao nhiêu người cần con đi thông dịch. Xin lỗi chú nha. Lịch con bút hết từ đây đến cuối năm rồi. Không cần chú nữa thì thôi. See you again. Miễn. Chú á. Cái gì? You. Sao? Never see you again. Quý. Anh Tom biết tiếng Việt hả? Vâng, kể từ lúc tôi quyết định lấy vợ Việt Nam, hai mẹ con đã bắt đầu học tiếng Việt, nhưng chưa nói được nhiều. Con tôi nó không nói nhiều, chứ tôi nói nhiều. Mà tôi chửi lộn cũng giỏi lắm. Yeah. Anh Tư biết không? Dạ sao? Tôi cho con tôi đi học tiếng Việt là tại anh thấy đó. Mấy cái thằng ông dịch như vậy, cà chớn. Tầm bậy tầm bạ. Dạ đúng rồi. Mình hiểu lầm nhau rồi mình đánh lộn nhau. Dạ dạ chị nói đúng. Ồ má nói đúng rồi đấy. Nhiều người thông dịch họ dịch lung tung. Con vẫn nhớ lần đầu tiên sang Việt Nam, con muốn một người thông dịch viên đi theo con để giúp đỡ. Mà lúc đó là đi vào một nhà hàng Việt Nam muốn thử món mì Việt tiêm. Nhưng khổ một cái người thông dịch viên lại không biết là Việt tiêm là tiếng Anh là gì. Cứ gọi là đất lúc. Mà con nghĩ mãi không hiểu là đất lúc là cái gì. Mà đúng rồi, đất là con vịt và lúc looking for là đi tìm. Cho nên mì Việt tiêm đúng là đất looking for the noodle. Oh.
Ôi, chỉ có gì vậy thôi mà anh đi học tiếng Việt á hả? Oh, không, không. Tôi học tiếng Việt để đề phòng. Anh đề phòng gì? Ồ, em ơi, Lý và Việt mà không biết tiếng Việt, nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm? Vì lỡ ba xã của mình có kép, rủ kép Việt Nam về nhà. Hai người đó tỏ tình cho nhau thì làm sao mình hiểu được? Mày coi chừng đó nha mày. Cái thằng này nó khôn tổ mẹ. Con đừng có lo. Má canh chừng cho con luôn. Lỡ mà con dâu của má nó cạch trớn á, má sẽ bẻ tỏi nó luôn. Không sao không ba? Không sao, không sao. Chị vui tánh quá. Tôi hỏi này chị đừng có buồn nha. Không. Sao chị đen thui mà đẻ ra con trắng bóc vậy? Chế Linh cũng đẻ con trắng vậy chứ bộ. Ai vậy? Ờ, thì ra nãy giờ bác á là má chồng của con á hả? À, con đâu có biết đâu, con tưởng bác vô lộn nhà. À, oh, má đẹp quá ha. Nhỏ con nữa. Má biết thằng con của má nó qua đây để lấy vợ Việt Nam, thành ra má phải bay qua liền để coi mặt con dâu của má. Thành ra khi mà má thấy con rồi đó, mà nếu mà má không thích thì má sẽ gọi điện thoại cho thằng con của má không đi qua. Đó. Nhưng mà khi má gặp con rồi á, con vừa đẹp mà vừa hiền, mà biết nịnh hay, thiệt là hay. Nhưng mà có cái tội không đầy đủ thước tất. Má yên chí đi, ba con có dạy con rồi. Ba con nói á, có lấy ai á là phải chung thủy với người đó. Cho nên khi mà con lấy anh cu á, con sẽ ở với anh cu suốt đời. Hay quá anh dạy con, hay quá anh Tư. Chứ sao? Khi nào á mà anh cu chết con mới lấy người khác. Trời ơi, chung thủy. Mày nói là bậy tầm bạ. Tôi giỡn đó chị, tôi đâu có dạy nó gì đâu. Ôi, ôi kỳ vậy. Anh có gì đưa cho ba anh? Xin. Ủa, thằng này là bác quém hả? Gì vậy? Thằng á là dùng cho con nít thôi, lớn tuổi hơn mình anh phải kêu bằng ba nha. Xin lỗi mày. Hả? Cái gì vậy? Ba anh, ba. Ủa, xin thầy của con là người bác bố, chào bố. À, bố, siêu bố. Ừ. Vậy là chị Xu tương lai tôi hả? Đúng rồi. Chị ăn đi. Trời ơi chị ốm ăn gì cho mập chị nha. Nè, có ăn thèo lèo nè cho nó trắng nha. Thôi tôi đang diet tôi không ăn đâu anh ơi. Ăn mứt này cho nó đen nè. Tôi muốn ăn mứt bí mà anh không có. À không có hả? À, vậy thôi. Anh đưa ba đi. Cái gì vậy con? Thưa bố, à. Đúng theo thủ tục bên Mỹ, à. Con chỉ cần lấy ra một cái nhẫn có hột xoan, à. Quỳ xuống trước cô Kim Chi, à. Và hỏi một câu, will you marry me? Yes. À. Nhưng ở Việt Nam thì khác, con không cần hỏi cô Kim Chi đâu, con chỉ cần hỏi bố mà thôi. Ủa tại sao? Vì Việt Nam có câu, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. À. Thằng này giỏi á, giỏi. À. Và thưa bố, à. Hôm nay là ngày lành, tháng tốt, ừ. Có má của con đây chứng kiến. Yeah. Con xin phép bố, cho phép con và cô Kim Chi đồng phòng. Cái gì vậy? Việt Nam á, đám cưới mới được động phòng. Ủa, thế à, ở bên Mỹ thì ngược lại động phòng trước mới cưới sau. Có mà. Ủa mà con má suy nghĩ tại sao mà con mới gặp Kim Chi mà con đòi cưới rồi? Ờ, vì Việt Nam có câu là lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Thằng hay giỏi. Thôi giỏi quá, biết nhiều câu mà tôi không biết nữa.
này lễ cưới ra con. Ủa sao có tàu cao không vậy? Không có tiền mặt hả? Thưa bố, con sẽ làm thủ tục đưa cô Kim Chi qua bên Mỹ liền. Ủa lễ vậy sao con? Ba không, ba yên tâm, con hứa là sẽ đưa cô Kim Chi về thường xuyên để thăm ba rất đều đều. À, được tốt. Cứ 10 năm một lần. À, vậy thôi hai bên đi luôn nha ha. Ủa. À, con mà đi xa mai mốt á, hai cha con mình á, hai phương trời cách biệt có, con nhớ ba lắm á, ba biết không? Thôi nhớ làm gì con ơi, qua bển gửi tiền cho ba được rồi. Không phải, tại vì á, từ nhỏ tới lớn á, từ khi á mà má bỏ ba đi lấy người khác á, tại vì ba keo quá đó. Rồi con mình hai cha con mình sống với nhau á, rồi mai mốt á con đi lấy chồng xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà ba đâu hả ba. Trời ơi, hai cha con khóc như là dưỡng hú vậy. Con xui à, đầu năm Tết mà khóc lóc trong nhà nó không có được hên. Con nó đi lấy chồng cho nó đâu có làm gì đâu, hay đi luôn đâu mà anh làm gì anh khóc lóc. Tôi con đứa chị ơi. Đây rồi vài năm nó về thì nó sẽ đem cho anh những con cháu ngoại của anh rất là dễ thương. Mà tôi cũng có cháu nội mà tôi sung sướng hơn anh nhiều. Sao vậy? Tại vì mấy cháu nội của tôi nó giống tôi như đúc vậy. Thôi giờ mà vui mình mà đi nha. Vui rồi đó. Nè anh xui, tôi nói vẫn chơi vậy thôi. Tôi có cách để giúp anh. Cách gì? Dễ nhăn chuối gì đó. Ừ. Tôi sẽ hy sinh. Ừ. Cuộc đời của tôi. Ừ. Để cưới anh về nhà vợ. Cái gì? Về làm chồng. Ừ. Để cho hai cha con được ở gần bên nhau. Thôi. Anh nghĩ sao? Không được đâu chị. Xin lỗi chị, tại vì tôi ở mình quen rồi. Không bước thêm bước nữa được đâu. Anh chê tôi phải không? Không phải, nhưng mà không được mà. Bây giờ tôi quyết định rồi. Double or nothing. Nghĩa là gì? Một là hai cha con anh lấy hai mẹ con tôi. Hai là mất hết. Ba, kệ nó ráng thử đi ba. Thử đi, cha con mình mới được đoàn tụ ba. Ba không có quen ăn thịt bò. Cô bây giờ vì tình duyên của con, tương lai của con, cô ba cũng đành hy sinh cái thân già để chứ sao. Anh thấy thế nào? Thấy êm nhưng hơi ngọt. Đồ quỷ nè. Con quyết định gì nha? À. Con có ý kiến, con không dám quyết định. À rồi rồi, à, ý kiến tôi đó. Quyết định được. Rồi ba á, ba vì ba kẹo quá, ba không muốn xài tiền, thôi giờ hai cha con mình làm đám cưới chung đi. Đúng, làm một lần cho nó đỡ hao. Happy family. Congratulations. Very beautiful husband. Very handsome wife. Wow, Beauty and the Beast. Mày thế là biết là mày thằng quỷ. Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm giùm cái nhà ngoại cảm thì tới coi giùm cái nhà tôi, sao nó bị cái gì giống như là ám, sao không ai lui tới, bạn bè xa lánh. Tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? À, sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp giùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư ra tình rồi đó, hàng xóm đó.
mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình nhức đầu, đang rối rồi cứ hát gì hoài. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy hả? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ lỡ ngày kia sống nó càng rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày qua mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Ta có miệng ta hát kệ ta. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu, tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông nè. Vô duyên. Cái chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái gà karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe gì hết trơn á. Bởi tôi nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích thì đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè. Nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi, phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến như anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. Ờ. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. Ờ, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. Ờ. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áo. Hát cái hiểu liền. Mày hát gì khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì? Tình mình như cái ly bể. Tào lao. Cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây, mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã gì mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu, từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, hả? Không có thấy. Đây, yeah. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín. Em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mấy mày. Ê! Ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tào lao hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết, mày giết hết trời đánh nhà hả? Mày ăn cái gì hả? Tào lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Ta chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc. Thấy chưa? Thôi tao không nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả?
Nè. Gì? Mày đi nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu ra, mày nói tao là cái gì cái đó, bụng xỉn, sống ích kỷ, ha? Nè, tao chưa nói nha. Cái ngày tất niên của bà nhà bà năm mới tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao, làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được, băng phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè, ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời, cái đó là tại mày, mày ăn ở sao tao ghét, tao mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè, còn nói nữa, tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao, mày nói tao bụng xỉn lắm hỏi mày kỹ hả? Bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn bà gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? À, cái cây rụng cái lá qua nhà, tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi, mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi, mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy mày còn đi rêu ra mà nói tao già mà vô duyên tới giờ này không có vợ ha, ha, ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Trời nói. À, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi chứ. Không phải, tao không có đồn. Tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy, tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao hỏi mày nè, ở gần xóm là tao thấy rõ ràng, cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt, 7 ngày mày mặc có một màu một, mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi. Mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao. Ước mơ là mày thấy thành con công, con phụng mới đẹp. Tôi như ước mơ làm con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn với mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy với mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là... Thao xà bông. Đó. Đó thấy không, còn bụng xỉn hay không, cái chuyện này mày biết nè, bạn gái tới nhà đó mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước à? Đó đúng không? À thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè mày giải thích cho rõ ràng nha mày, bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu rồi hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay đó. Ở ngoài Bắc gọi là đồng cô đó. Ngoài trong Nam gọi là bóng đó. Mà tiếng Trung gọi là lẹo cái đó. Mày... Thôi đứng nói sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày, đừng có tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao. Nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh, mà sao mẹ dặn con kỳ cục, tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói ờ đúng rồi, mới tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi, còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giả tới giờ. Đó cho mày hai, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao không quéo mày. Chưa chắc hả mày? Ơi. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cúng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi.
YouTube ha, YouTube. Thù cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? À, chị Năm ơi, sao rồi chị Năm? Cái gì? À, à có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới? Tôi xíu đó hả? À dạ dạ, cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó, người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. À, không, nhìn cái chê nó sượng hột mết, khổ lắm. Bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít hoài đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào hả? Con nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ, con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ồ vậy thì con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ. Cậu thế ơi, con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong rồi. Mang ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mẹ nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bốn chín nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng cái nào ăn cái đó thôi. Thế à, mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn ba cây.
Hôm nay gặp thằng này thì thôi một cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì no. Hả? Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm. Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn, đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy. Mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày, còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Ghê vậy? Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ, ép được không? Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai? Ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Tôi giữ cậu chữa con. Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? À, sao con hả với mẹ vậy con? Sao nhìn thấy lạ lạ? Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ, bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow. Dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng con mày ở gì được mày? Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Còn nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Con không biết người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đòn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con.
mẹ ở đâu mày thằng Tư? Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên môn gãi chỗ này đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả mày đeo kiếm mày đội tóc giả, mày ăn mặc không giống ai, mày vô mày chửi tao ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy? Hôm qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền mà mày còn mang nhục nữa. Dụ gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về làm chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông à, gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì, gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền, thấy chưa? Còn mày qua tại sao tao sợ mày nhục? À, sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à? Nửa cây nhang cây đàn cày, ủa nửa cây đàn cày cây nhang trái chuối, mày cúng ai ăn? Thứ gì? Không chịu của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á, tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á, không có ai ám mày hết trơn á, mày tự ám mày thôi. Có người mày mày không biết à, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy thiệt. Kệ tao. Bạn bè ở kế bên xóm, mày đau bụng mày bắn pháo bông cả đêm hả? À, mày cũng không dám kêu ai, mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên bàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm ha. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, là ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà, nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì đúng là ông rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á, cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm, mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. À, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im nha mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi nha. Mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mày cô độc kệ mẹ mày ha. Tao đi về. Đứng lại. Mày làm gì? Mày ngon quấn đi. Ngon quấn đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em Linh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền nữa. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi. Ta thương. Hiểu rồi, nhờ anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì á, mày để ở ngoài tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày á, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt vậy được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui dễ sợ, tao muốn hát Săn săn ai săn đá về. Thôi vậy đi. Hát hoài. Bây giờ tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc hả? À? Ừ. À, bây giờ tức cảnh sinh tình, nói luôn phải không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. Chúc bà con hàng xóm đi. Mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô thì nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. Mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba thì mê chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày, năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá.
ta xây, trời đất cùng xây. Ta điên vì những buồn phiền, ta buồn, ta chán sự đời. Đi đời bạc tựa như vốn. Cậu ơi! Trời ơi, mày làm cậu gì đâu? Cậu ơi! Cái gì vậy? Ê! Mày làm cái gì vậy? Cậu phải hết sức bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Cậu đã bình tĩnh chưa? Cậu thật bình tĩnh đi. Cậu bình tĩnh. Mày mới bình tĩnh đấy. Mày làm cái gì vậy? Hóa ra từ nãy giờ con là người mất bình tĩnh à? Ừ. Cậu đã nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Chúc anh Đài ngày mai lấy chồng. Ta 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 ta. Chuyện đó tao biết rồi. Ta 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 ta. Chúc anh Đài phản bội tao. Từ hôm đến giờ đó, tao gọi cả trăm cú phone mà nó không trả lời, mà nó không gọi lại. Chắc điện thoại nó hết phúc. Vậy tao mới mượn chén rượu giải sầu nè. Trời ơi, lúc nào cậu cứ buồn là uống rượu như phim Hàn Quốc. Con ngồi xuống đây. Con lại đây. Bữa nay cậu phải tâm sự cái nỗi buồn của cậu. À, rồi cậu cứ nói đi. Ừ. Nỗi buồn của cậu là niềm đau của con. Tại sao? Cậu đang ngồi nên con đau quá. Hả? Con à, cậu mướn con không phải làm tiểu đồng thôi. Dạ. Mà là quan trọng nhất, con phải làm cố vấn ái tình cho cậu. Thưa cậu, bây giờ không ai người ta gọi là cố vấn nữa. Phim Tàu nó gọi là quân sư nó mới hoành tráng. Quân sư à. Cậu với Trúc Anh Đại học chung 4 năm ở Đại học Harvard. Mà không biết bây giờ tại sao nó lại phản bội cậu đi lấy chồng. Học chung 4 năm. Ừ. Ăn chung, ngủ chung, tắm chung. Bậy. Tắm chung thôi chứ chưa có ngủ chung. Ây giời ơi, 4 năm rồi thằng mù nó cũng biết cô là gái giả trai mà tại sao cậu lại không biết nhỉ? Thì tại hồi đó tao ngu. Cậu ngu thì con biết. Nhưng mà cô ấy không nghĩ là cậu ngu, cô lại tưởng cậu bê đê chứ. Cái gì? Bởi vì sách Thánh Hiền dạy đúng quá mà. Người đứng đắn cho tao bao giờ cũng bị thiệt thòi. Con hỏi cô tại sao cô không lấy Lương công tử. Cô nói thẳng với con. Thằng đấy bóng, tao lấy làm gì? Hả? Tao to coi như vậy mà nó bóng à? Luận ngữ có câu, người to không phải cái gì cũng to. Người nhỏ không phải cái gì cũng nhỏ. Mày nói ý vậy là sao? Ừ. Cô còn nói với con này. Nói cái gì? Tao thả lấy mày còn hơn lấy nó. Ôi xạo mày. Bây giờ cậu nói con nghe. Con là quân sư. Con phải tìm được cách nào để cứu vãn tình thế. Ngày mai con lên xe qua lấy chồng rồi. Tìm ra cách nào? Ừ. Phải suy nghĩ. Suy nghĩ. À! Con nghĩ ra một cách. Cái gì? Cậu phải tự tử chết. Hay. Kế hay. Ta phải giả chết để cho Trúc Anh Đài thương tiếc. Cậu phải chết thật. Chết thật. Diệu kế. Diệu kế. Tao sẽ chết thiệt. Mày điên hả mày? Giỡn hả? Kêu tao chết hả? Cậu chết thì cô ấy mới thương tiếc, cô ấy tự tử theo cậu rồi hai người gặp nhau dưới suối vàng. Ủa tao chết rồi nó không chết theo sao? Hả? Thì cũng là cái số thôi. Ừ. Sao? Bây giờ cậu chết một mình. Ừ. Con sẽ bảo đảm cúng kiếng đầy đủ cho cậu. Ừ. Chỉ miễn là cậu để lại gia tài với tiền bảo hiểm cho con.
Con cúng kiếng hàng năm hương khói đàng hoàng. Con mua heo quay, con cúng cậu, con dâng lên. Xong con hạ xuống. Hay. Con ăn. Hả? Mày rảnh quá ha. Dẹp đi, tao không cần cúng ngàn khói kiểu đó. Bây giờ con nghĩ cách khác cho cậu. Nghe không? Đừng có nghĩ cái điều đó nghe. Không dám chết à? Không dám chết à? Không dám chết. À! Cái gì nữa vậy? Còn một cách nữa. Cách gì con? Cậu cắt ngón tay, viết một lá thư đẫm máu, còn mang sang cho cô ấy. Cô thấy xúc động sẽ quay trở lại với cậu. Không được. Tao đang thiếu máu. Ôi trời ơi. Người to như thế này mà máu mũi à? Bây giờ không dám cắt à? À! Tao có cách này. Hay là mà ra siêu thị mày mua con gà về, tao cắt cổ lấy máu viết thơ được không? Rồi đi. Máu người máu gà nó khác nhau. Thử đen DNA là biết ngay. Rồi lộ ra thì cô ấy không ra làm sao cả. Thế này cũng không được con ơi, nghĩ kế khác đi. Không được, không tự tử à, mà lại sợ đau à? Ừ. À... À! Cái thằng này sống có lần nó á rồi. Giật mình nha mày. Con có một cách này. Gì? Không hề đau đớn mà lại lãng mạn. Cách gì con? Cậu cứ để cho cô đi lấy chồng. Ừ. 5 năm, 10 năm. Rồi lúc chán chê mê mỏi nó ly dị thì cậu lấy lại của người ta. Không được. Tại vì nếu mà như vậy đó hả, suốt đời tao sẽ vì anh mãi mãi là người đến sau. Yêu em trong nỗi đau. Thôi thôi, Minh Tuyết đi nhập cậu à. Gì vậy? Không được đâu. Bây giờ... Giờ sao? Đều giờ không được. Nó không được. Không được con ơi, kiếm cách khác đi. Ờ được rồi, con có cách rồi. Có cách không? Ừ. Rồi, nói đi. Mày sao lên xuống bất tử vậy mày? Sao? Có phải cô Trúc Anh Đài là người mê ca nhạc phải không? Đúng. Tại sao cậu không hát một bài thu vào cái băng cassette con mang sang cho cô ấy? Con có cassette đây, thu ngay. Hay lắm, hay lắm. Được rồi, Trúc Anh Đài với cậu đều là người Hoa. Cậu sát bài Người Đến Từ Triều Châu. Dở hơi cắm lợn. Cái gì? Tự nhiên lại hát Người Đến Từ Triều Châu. Bài đấy của Trường Vũ. Nhỡ cô lại lấy Trường Vũ thì công toi à. Thôi vậy đi, Trúc Anh Đài với cậu là có nhiều kỷ niệm máu thơ lắm. Cậu hát bài này bảo đảm là Trúc Anh Đài thích liền. À. Khi xưa đôi ta bé ta ngu, ta lấy dây thùng ta bắn cắt. Bây giờ có tuổi rồi, thun nó không còn co giãn nữa đâu mà bắn. Không có bắn nữa. Cái này không được, không được, không được, không được. Không được. Hay quá ha, mày cái gì mày cũng cản hết trơn á. Mày có cao kiến gì không? Cậu cản hát quá. Phải nãy, từ nãy giờ không được. Bây giờ như này, cậu đứng đây cậu làm Trúc Anh Đài, con sẽ làm Lương Sơn Bá. Xong rồi cậu copy y chang như con. Rồi rồi rồi. Giờ cậu làm Trúc Anh Đài hả con? Rồi. Làm Trúc Anh Đài đi. Ta là Trúc Anh Đài. Trời, sao Trúc Anh Đài vuốt râu? À, tao lộn, tao tưởng bao công. Ta là Trúc Anh Đài. Đúng rồi. Lương Quân Trúc Muội. Lương huynh mà giúp vào nách Trúc Muội này không được. Ai buồn cười lắm. Bây giờ cậu nghe con hát xong rồi cậu ấy nhá. Ừ. Có cần phải Thôi, mặt bây giờ sát mặt cậu con mới nhìn thấy mặt cậu như cái thớt ấy. Mặt nó phải tình cảm sao đấy. À làm vậy hả? Cho có cảm xúc hả? À, cảm xúc. Sao tình cảm như con lợn. Thôi này,
Là mặt bình thường. Là mặt bình thường. Nghe con hát nhá, xong rồi bắt chiếc này. Ừ. Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, đến giờ mình hẹn hò là được mãi mãi gần nhau. Buồn 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 cậu ơi. Tao buồn mắc mớ gì buồn mày buồn mày. Buồn là nhột đấy. Hả? Buồn quá. Cậu cứ gục gặc vào bụng như thế thì buồn chết lại được. Thì cảm động hay vậy chứ. Mà hay 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 à. Cậu thấy cái kế này hay à. À. Bây giờ con cầm cái máy cassette này chạy gấp vào những bên đài đưa cho cổ. Nhưng mà nhớ nói là cậu hát nghe không. Bây giờ cầm máy cassette nói cậu hát. Rồi rồi rồi. Ok con đi ngay. Rồi, con đi, đi ngay. Đi lẻ đi con. Con đi ngay. Mày làm cái gì vậy? Ở đây. Đi lẻ lên, lẻ lên, lẻ lên. Trời ơi, hay quá. Ngờ mình nghĩ là một kế quá hay. Trời ơi. Ê. Sẵn à, lau chè lau chè, lau hũ lau mâm tôm, lau lọ lau lòi lào, sẵn hệ tài tá sáu chén à. Trời đất ơi, mình là người qua mà bà lại nói tiếng Tàu mà không hiểu chút nào. Chẳng hay bà nói cái nghĩa là gì vậy? Hay dạ, lời Việt thiên địa địa thiên thiên địa tắc. Tắc địa địa thiền, võ tắc thiền. Võ tắc thiền à, võ tắc thiền Gia Lâm. Hoàng thượng Gia Lâm. Hay da, võ tắc thiền là bà cố nội của ta. Còn ta là con cháu của bà. Danh tánh của ta là cửu huyền tiên nữ à. Tiền nữ gì sao mặt giống bà điên vậy? Hay da, người khỏi nói ta cũng biết mà. Ai nhìn ta cũng thấy ta giống như người cõi trên đó chứ hả? Ừ. Bởi vậy ta sinh ra đây là để giúp đời thôi mà. Giúp đời? Nhưng mà bà vô đây làm cái gì? Hay da, nhân tiện đi ngang qua nhà của người. Ta thấy ở nhà của người có một mùi ám khí thật là nặng nề và khó chịu. Bởi vậy ta lại đây để muốn giúp người đó mà. Hai giò. Ám khí. Hai giò. Hai giò. Hai giò. Hai giò. Hai giò. Thực sự ta đã tìm được cái mùi ám khí đó xuất hiện từ đâu rồi. Từ đâu? Nó nằm ở trong hai cái cánh của người đó. Thật sự là cái mùi ám khí này quá nặng nề và khó chịu đó chứ hả? Hai giò. Cao đảo quá đi. Bà hay thiệt. Ừ. Bà đúng là hay. Thằng Tiểu Lâm nó ở tôi mấy chục năm mà nó còn không biết. Thấy không? Bà mới gặp là đã phát hiện rồi. Hay lắm. Đó, bởi vậy ta nói sinh ra là để giúp đời mà. Sẵn dịp đi ngang qua đây. Nếu mà ngửi cái mùi này 15 phút nữa thôi, ta sẽ bị ung thư mũi. Bởi vậy ta muốn giúp người, tặng cho người một chai lăn nách hiệu mùi lông con chó. Người cứ sức đi, sức một thời gian người sẽ có mùi lông của con chồn đó. Cảm ơn bà. Đó, ta nói cho người biết,
ta rất là nổi tiếng, sinh ra là để giúp đời. À, đã biết tài năng của ta rồi thì ta cũng xin giới thiệu, ta là người chuyên gia coi bói và xem phong thủy đó hả? Tôi không tin bói toán, cũng không thích phong thủy. Mai mà đi chỗ khác coi đi. Trước khi đi ta muốn nói với người một câu. Câu gì? Người muốn kêu ta bằng cái gì cũng được, nhưng mà đừng bao giờ kêu ta bằng bà chứ hả? Tại sao? Thật ra nhìn ta vậy thôi chứ ta vẫn còn trinh đó nha. Ê, bà sao còn trinh suốt đời đó mà? Tại sao vậy? Nhìn bà xấu như con quỷ, ai mà dám lấy đó hả? Người khỏi phải nói, ta cũng tự nhận biết mà. Mỗi buổi sáng ta thức dậy, ta nhìn vô gương, ta còn tự ói 8-9 lần nữa đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì bà cũng có một cái chỗ rất là gợi cảm đó chứ hả? Cái gì vậy? Cái môi của bà kìa. Nhìn cái môi ta thèm ăn seri quá. Cảm ơn người, thật là cảm ơn người. Vậy thì ta cũng bớt giận người rồi. Sẵn đây ta muốn nói với người ba câu có được không? Được. Nè, cái thứ nhất á, có phải là người đang đau khổ vì tình ngất ngây, đau khổ chán nản đúng không? Còn điều thứ hai ta muốn nói với người, có phải người tuổi Giáp Ngọ mà cầm tinh con dê đúng không? Sao bà biết? Khỏi nói, cũng đã biết rồi, nhìn cái mặt của người là thấy hiện lên con dê rồi. Còn điều thứ ba ta muốn nói với người, hay già, nhìn cái mặt của người thiệt là đại nhân, nhưng mà nhìn kỹ thì cái mặt của người cũng là tiểu nhân đó nha. Thật ra tiểu nhân còn đỡ hơn tiểu đường đó mà. Sao bà nói xấu ta? Ta không có nói xấu người đâu. Tiểu nhân không phải là chè. Tiểu nhân ở đây có nghĩa là cái mặt của người nhìn thì ngu si dốt nát, nhưng mà thì đậu đó. Có phải vừa rồi người vừa đạt cái giải Thúy Nga Dancing Security không? Security chứ không phải security. Hay dạ, ta không có rành tiếng Anh lắm mà, nói miễn sao có chữ sờ là được rồi. Hay quá. Bà nói đúng lắm. Mời bà ngồi. Hay dạ, mời ta ngồi rồi hả? Dạ. Cảm ơn người. Dạ, chẳng giấu gì tiên nữ. Tôi đang bị thất tình. Người yêu tôi bỏ tôi đi lấy chồng. Tiên nữ có cách nào giúp tôi không? Được rồi, ta sinh ra là để giúp đời mà. Dạ. Sẵn trước khi muốn coi bói, người hãy đặt quẻ cho ta đi. Ủa, sao mới nói giúp đời mà? Ta thực ra ta cũng muốn giúp đời, nhưng mà hiện giờ ta đang ở sòng bài casino thì ai giúp ta đây? Ta muốn cần một ít tiền để đóng tiền điện cho Las Vegas đó mà. Cho tiền đi, đại nhân ơi. Cảm ơn đại nhân nhiều nha. Hay giờ. Làm cái gì vậy? Ta muốn thử cái tiền này là tiền thiệt hay tiền giả đó mà. Tiền thiệt đó. Thời buổi bây giờ thật giả khó lường lắm. Cảm ơn người nhiều lắm. Dạ. Được rồi, bây giờ ngươi hãy giơ hai cái bàn tay của ngươi ra đi. Dạ đây. Hay giờ. Bàn tay năm ngón anh vẫn kêu xa, vẫn tóc lưa thưa, vẫn nốt ruồi này. Bàn tay này ôi quá to, bàn tay này ôi quá ghê, nhưng thấy sao mà dễ thương. Hay quá tiên nữ ơi, tiên nữ hay quá. Nhưng mà chẳng hay bài này ý nghĩa là nói sao? Thật ra bài hát này không có ý nghĩa gì hết. Ta thích thì ta hát cho vui thôi mà. Sẵn ta hát coi nghe hay á, thì trung tâm Thúy Nga người ta mời ta hát diva đó mà. Trời ơi. Sao bây giờ mới chính thức là coi nè. Bây giờ ta muốn nói với người ba câu. Yeah. Hiện giờ người mặc quần lót màu gì? Ủa kỳ cục vậy? Ta không có giỡn chơi người đâu. Ta muốn hỏi là hiện giờ người đang mặc underwear màu gì?
Tôi nói cho bà biết, mà đừng nói cho ai biết hay chưa? Cứ nói cho ta nghe đi, ở đây chỉ có một mình ta và 8.000 người đang ngồi đây thôi, không có ai nhiều chuyện đâu, cứ thoải mái mà nói. Thật ra từ đó giờ ta không bao giờ bận quần lót, để vậy cho nó mát đó mà. Hay da, cha cha, cha cha. Hay da, trên cơ thể con người chỉ có một cái này là quý giá nhất thôi, tại sao người không bảo vệ và che chắn? Rủi đi đường nó có rớt mất đi rồi, có nước mà làm thái giám đó nha. Bởi vậy ta muốn nói với người, người là tuổi giáp ngọ, là mạng kim. Kim có nghĩa là vàng, cuộc đời của người từ đây trở đi phải mặc quần lót màu vàng đó chứ hả? À, nhưng mà trắng đen thì dễ kiếm, màu vàng khó kiếm lắm. Dễ lắm mà, chỉ cần người đi ra chợ Phước Lộc Thọ là có liền đó mà. Còn nếu mà tìm hoài không có, cứ đến thẳng à nhà designer Kha Vinh Hiệp, kêu ổng thiết kế cho cái quần màu vàng, thậm chí có kim sa kim tuyến chiếu lấp lánh sâu đít ra thì người yêu càng nhanh về hơn. Hiểu chưa, hiểu chưa? Dạ, hiểu, dạ, hiểu. Còn điều thứ hai, dạ, ta muốn nói với người là cái nhà của người đang ở là nhà xây hay là nhà gỗ vậy? Là nhà hát. Hay dạ, ai mà chả biết, ta muốn hỏi là nhà xây hay nhà gỗ? Nhà gỗ. Hay dạ, vậy là không được rồi, ngươi là tuổi giáp ngọ, kim á, kim là khắc mộc lắm á, ngươi không hợp với cái nhà này đâu. Sáng ngày mai ngay lập tức phải ủi sạch cái nhà này đây. Trời ơi. Số của ngươi chỉ hợp với nhà tranh vách đất mà thôi, hiểu không chưa? Được, không được, nhà này nhà mướn sao ủi? Nếu mà ngươi không ủi thì ngày mai bình minh sẽ mang em đi liền lập tức đó, hiểu chưa? Rồi. Còn điều thứ ba, ta muốn nói với ngươi một điều rất là quan trọng. Người càng ít tắm càng tốt chứ hả? Như vậy thì một tuần tắm mấy lần? Một năm có 4 mùa, xuân hạ thu đông, người chỉ cần tắm 4 lần là đủ rồi. À, nhưng mà tại sao tôi không tắm? Đó, bây giờ tôi nói cho người nghe, người đã nhớ những điều ta dặn chưa? Nhớ đi, ba cái điều ta vừa dặn đó. Quần lót màu vàng. Đúng rồi. Nhà tranh vách đất. Có kim sa kim tuyến, quần lót có kim sa kim tuyến. À, kim sa kim tuyến, quần nhà tranh vách đất, một năm tắm 4 lần. Đúng rồi. Nhưng mà... Đó, càng không tắm thì tốt hơn đó. Nếu mà không tắm thì có tốt về tình duyên hay là về tình sự nghiệp? Thật sự ra là không tắm thì cũng không có lợi về tình duyên mà cũng không có lợi về sự nghiệp. Cái lợi trước mắt là người đỡ phải đóng tiền nước đó mà. Hiểu chưa? Hay da, hay da, ngõ vô chỗ là ngõ còn thầy thơ là trôi kiền còn trôi kiền ngọ tranh hầy chiếp xào hùm thủ lo sẻn hỷ tầy tả sáu chén à. Nghĩa là cái gì? Ta đi đây. Ta được không? Ta đi đây thôi mà làm tàn rồi đó. Giám dỗ sợ cậu là phán thầy phán khổ xin bày lắm thầu mẫu sức suy sao à. Trời ơi, cái dòng mới đi mà hồn còn ở đây hả? Con này cậu. Ủa mày hả? Cái gì đây? Vội quá con phải phi ngựa đấy. Ngựa đâu? Chết cha, còn mỗi cái dây con ngựa vẫn đi bộ đằng kia. Con chạy nhanh quá con bỏ nó luôn. Thôi sao mày? Nè, nãy con vừa đi có một bà vô đây. Bà thầy bói hay lắm. À, bà tự xưng mới là cửu huyền tiên nữ. À, bà nói gì vận mạng của cậu đúng không phúc vậy? Làm gì ở đây, làm gì có thất bà thầy bói nào nhỉ? Có mà, bà nói thì nhan sắc bà không có đẹp, nhưng mà bà cao lắm. Bà cao thì là cao á, cao cỡ mày á. Ừ, bà nói hay lắm con. À, thôi chết rồi. Sao? Có phải là cái con nhỏ mà mặc đồ bảy màu không? Đúng. Mà giọng the thé lên không? Ừ. Môi như quả cherry phải không? Đúng. Ui giời ơi, nó là người ở của ông Trương Phú Hộ ở đầu ngõ. Thật khổ quá, cậu bị lừa rồi. Có phải là nó lấy 100 đô của cậu không? Để xem bói không? Nó tiền quẻ đúng rồi, 100 đô. Ui giời ơi, nó còn có cái bệnh ăn cắp vặt nữa. Cậu xem có mất cái gì nữa không? Làm gì có. Hả? Đó. Chết mẹ rồi.
mất cái chiếc nhẫn cẩm thạch giả của tao rồi. Chết cha. Nên này tao nói mày nghe nhưng mà nếu mà bà không là thầy bối đó, tại sao bà biết rành rọt về tao vậy? Con nói hả? Mày rảnh quá hả? Con chuyện trong gia đình nhà mình, con ra xóm con nói hết. Nên là cậu đừng có ngạc nhiên về điều đấy. Để con gọi nó trả tiền lại cho cậu. Rồi. Điện thoại đó hả? Vâng, bây giờ càng ngày nó càng to. Đúng cần. Vậy, chị má lại ai của anh sẵn tài là phải chống thấu sổ ấy. Mẫu sẵn là gì đủ khoán sẵn tài. Mày đang nói chuyện với Lưu Đức Hòa hả? Không, con nói chuyện với con nhỏ đó. Con bảo là nó giả ngay cậu 100 đô với lại cái nhẫn giả. Em mang giả ngay đi, không có là đến giờ là được ông này không ăn được của ông một đồng đâu. Khi nào có tiền đấy, ông để lại tiền tử thì anh mua cho nhá. Ok, có gì nói chuyện sau. Áo giàu gọi là sẵn bán thủ lý đó. Bye bye. Trời ơi, cái gì ông nội? Hết luôn nước hoài đến chương nhũng phát hả? Nghe tao hỏi, gặp chưa? Chưa. Đưa chưa? Chưa. Trời ơi, chứ cả buổi mày đi đâu? Cậu cứ bình tĩnh nghe con kể đàng hoàng đây. Đứng thật là bình tĩnh rồi. Rồi kể đi con. 2, 3. Con đi qua nhà cô Trúc Anh Đài, con thấy một cái nhà rất là to. Con đi vào đằng trước không thấy cái cửa đâu. Con mới đi ra đằng sau, con cũng không thấy cái cửa đâu. Con mới đi sang bên ông, con cũng không thấy cái cửa nào. Ê! Mày làm cái gì vậy? Mày nói đàng hoàng được không? Mày kể hết cái chuyện là tao vô bệnh viện luôn. Gì thế? Ủa thì lên xuống bắt thường như mày. Đấy là kể chuyện đêm khuya. Kể lại. Mà tại sao cái nhà kỳ cục vậy, không có cửa? Thì đó, cứ bình tĩnh. Con mới đi sang trái, đằng sau đằng trước không có. Còn sang bên phải con thấy cái cửa ngay. Cuối cùng có cửa. Cửa sổ. Hả? Cái gì kỳ vậy? Con mới trèo vào trong cửa sổ luôn. Rồi sao? Nhìn thấy Trúc Anh Đài. Cô đang làm gì? Con mới khựng lại ngay. Tại sao? Đang thay quần áo. Mày thấy đằng trước hay đằng sau? Thấy hết. Cô đang thay quần áo tụt từ trên xuống dưới, không một mảnh vải che thân. Thế chứ lị. Tại sao mày không nhắm mắt lại? Con nhắm rồi, con cố nhắm mắt rồi, nhưng mà trái tim con nó thôi thúc đâm ra nó cứ mở trừng trừng ra. Khổ thế. Mà mày thấy cái gì? Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Gì vậy? Ghê quá. Thấy kỹ lắm. Mà cuối cùng con phát hiện một điểm nhỏ là có xăm mấy chữ tàu ở dưới mông. Chắc là xăm tên của cậu. Tên cậu có 3 chữ, Lương Sơn Bá đây 5 chữ. Trời đất ơi, cái chữ nhỏ xíu sao mà thấy mày? Hả? Con có đồ nghề đàng hoàng. Đâu? Cái gì vậy? Tan ta ta tan. Ôi, nó nhòm. Nó nhòm. Nè, nhưng mà xăm 5 cái chữ đó, 5 chữ gì vậy? 5 chữ là mậu thầu thùng phá sạch. Nghĩa sao? Đừng xa em đêm nay. Trời ơi. Ê, chữ tàu sao mày hiểu? Chào. Con tính con cẩn thận đây này. Tan ta ta tan, từ điển Hán Việt. Nhưng mà quan trọng nè, bỏ qua cái vụ đi. Cái bằng cassette cô đưa cho cổ không? Khổ quá, con muốn là đưa chứ cô. Nhưng mà con phải đợi cô mặc quần áo vào. Mà mãi không chịu mặc. Không hiểu tại sao cái cô này cứ thích cửa trần cửa chuồng đi lại thế, không biết. Cứ đi đi lại lại trước gương đấy, không thể nào mà đưa được. Quyết định thò ra lại thụt vào. Rồi chưa kịp gì hết, con chó nó phát hiện ra con. Nó tưởng con lán trộm, nó sủa ầm lên, con sợ quá, con lại vọt ra. Trời đất ơi, vậy là chuyến đi mày thất bại rồi. Không, thành công chứ làm sao mà thất bại. Mày thành công mà tao thất bại nè. Không, cậu cứ yên tâm, con trước khi con đi là con đã quẳng lại cái băng cassette rồi. Thế hả? Quẳng lại băng cassette rồi. Hay quá, vậy là con ơi, vậy là có cơ hội, có cơ hội chứ nào. Cơ hội.
Sao tiếng nhạc ở văng vẳng đâu đây cậu nhỉ? Ủa? Có nhạc, có nhạc. Có đây rồi, đấy. Mới nói. Lương Quân. Úi giời. Lương Quân. Làm hoành tráng, tôi tưởng là hai thằng kia nó kiệu, hóa ra là đi bộ cùng. Lương Quân ơi, trên đường em theo kiểu cưới về nhà chồng, em đi ngang qua đây ghé thăm Lương Quân nè. Trúc Bình Đài, sao em nỡ vội lấy chồng? Lời du buồn nghe mênh mang mênh mang, sau lũy che làng khiến lòng tôi xôn xao. Mày rảnh quá ha mày, đọc thơ cho hai đứa thằng muốn mình quả hả? Đi vô chồng lấy cái lò bồ hốt cho tao. Lương Quân. Chúc anh này à, anh hiểu em hết. Cha mẹ em ép em gả cho thằng Mãi Văn Tài đúng không? Chứ em thực tiện đâu muốn lấy đâu, phải không? Đâu có đâu, em tự lấy mà. Hả? Đâu có ai ép em đâu. Tại vì anh biết không, chồng của em anh giàu quá giàu đi, anh chủ của mấy cái chợ, em ham tiền em lấy, chứ đâu có ai ép em đâu. Vậy là em là người tham phú phụ bần à? Lương Quân nói đúng rồi đó, em ham tiền dữ lắm. Lương Quân biết nè, thời buổi bây giờ ai mà mặc đồ như Lương Quân phải mặc đồ hiện đại như vậy nè. Rồi em mỗi tháng em phải xài mấy cái bóp hiệu nữa. Lương Quân thất nghiệp làm sao mà nuôi nổi em. Lương Quân. Thôi cậu đừng có buồn nữa. Không, không có gì phải buồn cả. Tiểu Đồng. Cô sơi cốc chè. Ủa chè ba màu hay chè táo sợn vậy? Con xin có ý kiến cậu ơi. Gì cậu? Cậu nhìn con xem ở trong này không có một quả táo nào mà tại sao lại gọi là chè táo sợn? Em ơi. Gì chứ vậy? Bắt người ta kêu trà bằng chè đó. Ồ vậy hả? Tưởng chè thì dùng chứ chè không dùng đâu. Không dùng thì con dùng. Má em nói đó. À, nếu muốn trả hiếu cho cha mẹ đó thì phải kiếm chủ chợ mà lấy. Để má em mỗi ngày đi chợ á, lựa đồ khỏi trả tiền là má em vui rồi. Trúc Bình Đài, nếu vậy thì thôi, em nghe lời cha mẹ để lấy chồng đi nha. Buồn phương màu áo hồng, nước mắt theo em đi về với chồng. Xa băng cơn mộng, một mình anh bước đi âm thầm. Lương Quân ơi, trời cao đã cho ta có duyên mà không ngờ. Quân ơi, Quân ơi, tình ta chia cách còn chỉ đau thương khi phải xa. Lòng em tan nát anh hỏi, anh ơi còn chua xót chi bằng. Lương Quân. Tiểu Đồng ra kéo cặn cậu. Sao vậy? Trời ơi, đang hát tầng nhạc quốc tôi giọng cổ giọt bẻ luôn. Lương Quân. Thôi em đi về đi, em đi về, em đi về đi, em đi về, em đi về, về đi. Lương Quân đuổi em về thiệt đó nha, em đi về, em đi về. Cô đứng lại. Như vậy gì vậy? Cô đừng đi, đi một bước nữa nó tụt cái váy ra bây giờ. Trời ơi. Cậu. Gì? Giờ này không có hờn dỗi nữa. Đằng nào cô cũng sắp đi lấy chồng rồi, phải hát cái bài gì nó hay hay một tí để cậu làm gì? Kỷ niệm trước khi chia tay chứ. Đúng, người ta đó. Người ta phải có kỷ niệm với mình chứ. Cậu đúng nghe đó. Con hát xong cậu hát bè cho con. Ừ. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp
thôi. Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Đi chắc về bỏ chồng lấy anh quá à. Về nuôi luôn á, cho anh hết tiền luôn đó. Lương Quynh, Lương Quynh, Lương Quynh ơi, dễ thương quá à. Con đồng. Ủa? Lương bên này. Lương Quynh, Lương Quynh. Quên, hay quá, quên. Trời ơi, chú bên này ơi, anh nói thiệt nha, anh rất ân hận là bao nhiêu năm nay anh không biết em là gái. Ủa, ai nói vậy? Em là con trai mà. Hả? Em đi qua Thái Lan dễ phổ thành con gái đó. Ui ôi, gì vậy? Gì vậy? Lương Quynh, sao vậy? Sao vậy? Sốc. Sao vậy? Ôi, nôn nả, nôn ra máu đây. Trời ơi, sao? Có sao không? Nếu đâu? Ôi giời, cậu con đã bảo bao nhiêu lần là cậu đừng có ăn sinh tố bơ rồi. Toán là bơ thế này. Bơ cái đâu mày? Tao mất máu tao là mặt xanh đó mày. Ghê quá. Ui giời. Nói bao lần. Chúc anh đây. Tôi đang khóc cơ sao em cười? Đâu có cười, đâu có cười. Người lừa dối chính là em. Không phải em, không phải em. Thôi tôi đã hết yêu em rồi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Em hãy lấy chồng giàu sang. Em sẽ đi, em sẽ đi. Sao cô không đi? Sao cô cứ đứng mãi đây làm gì? Cô không đi đi. Cô không đi quất biến. Dùng tôi. Ôi Lương Quynh ơi, ôi Lương Quynh ơi, đang say goodbye. Kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp nhau, nên duyên vợ chồng. Thôi cô hãy tránh xa ra kia. Đi thì đi, đừng nói những lời biệt ly. Tôi sẽ lấy cái con điên này. Hứa à nhà. Dù là biết qua ngày bị điên. Đúng rồi đó. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Tries the header. Oh, the keeper saved it. Let's take another look at that. Now he's weighing up his options. And that one swung into the box. Heads towards goal. Oh, good catch by the keeper. Shoots. The keeper really glad that wasn't on target. It'll be interesting to see how close that actually was. It looked like it was going in. The fourth official has indicated 1 minute for stoppage time. And it's half time then. One team takes a narrow 1-0 lead into the second half. The defender then back on the ball. Messi. This team look eager. Well read, and they get it away. Now that was close, not mentioning it there at all. Well, the players are warming up on the touchline. Is it time for a change? Oh, determined challenge there. Dyer. Well intercepted. Sends it forward. Swap possession again. What a well-timed tackle. He's knocked it long. Dyer. They've won the ball back again. Ronaldo. Messi. Here's Origi. Top class finish there. Great goal there. He'll be hoping to add more to his tally now.
It's 2-0 now. Dyer. Oh, well intercepted. Messi. Ronaldo. Ronaldo! And this is a world-class finish. Keeps adding to his team's tally. It's becoming a rout. And he's won it back for his team. Passed inside. Shoots! His teammates swarm him. And rightly so. Great stuff. Goals are flying in here, and he'll be chuffed with adding another. That's great determination. Keeper collects that one. They've got the lead, but to keep it, there's still Ronaldo. Great performance today by the star player. Messi, and it's hard into the bottom corner. Position there. Well intercepted. Ronaldo shoots. There's literally no stopping him today. He's got his hat-trick. Well, it's becoming a bit embarrassing for the opposition here. Yet another goal from this brilliant player. Oh, and dispossessed there. Oh, we did really well there. And there we have it. Goals flying in today from the winning team. They'll be celebrating in...